Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Love Sport ngày 6 tháng 3. U20 Việt Nam đứng trước cột mốc lịch sử. U23 Việt Nam chuẩn bị thanh lọc lực lượng. Văn Toàn tiếp tục ra sân ở K-League 2 là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. U20 Việt Nam đứng trước cột mốc lịch sử. U20 Việt Nam sẽ tạo nên cột mốc chưa từng có nếu đánh bại U20 Iran vào ngày 7 tháng 3 tới. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển nam đầu tiên trong lịch sử đạt thành tích toàn thắng ở vòng bảng một vòng chung kết giải châu Á kể từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại với đấu trường quốc tế vào năm 1991. Hiện tại U20 Việt Nam đang đứng đầu bảng B tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 sau khi thắng U20 Australia 1-0 và U20 Qatar 2-1. Đáng chú ý, với 6 điểm trong tay thì U20 Việt Nam đang có thành tích vòng bảng tốt hơn so với nhiều chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Thời điểm giành vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam có 5 điểm sau 3 lượt trận vòng bảng giải U19 châu Á 2016. Ở kỳ tích Thường Châu, U23 Việt Nam có 4 điểm tại vòng bảng trước khi giành ngôi Á quân U20 châu Á 2018. Trong 2 lần lọt vào tứ kết Asian Cup, đội tuyển Việt Nam có 4 điểm tại vòng bảng năm 2007 và 3 điểm ở vòng bảng năm 2019. Dẫu vậy, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa chính thức giành vé vào tứ kết giải U20 châu Á 2023. Bởi lẽ bảng B vẫn còn xuất hiện cục diện 3 đội có 6 điểm và phải so sánh chỉ số phụ ở lượt trận cuối. Để tự quyết định số phận, U20 Việt Nam cần hòa U20 Iran. Trong trường hợp không thua U20 Iran, U20 Việt Nam sẽ chắc chắn đứng đầu bảng B. U20 Iran mất trụ cột trận gặp U20 Việt Nam. Trước trận so tài với U20 Việt Nam, U20 Iran đón tin kém vui về lực lượng. Theo đó, tiền vệ trụ cột Irfan Komani đã phải nhận 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu gặp Qatar và Australia. Vì vậy sẽ phải làm khán giả ở trận gặp Việt Nam sau đây ít ngày. Việc Irfan Komani vắng mặt ở trận đấu với U20 Việt Nam là tổn thất lớn khi đây là cầu thủ trụ cột khó thay thế của U20 Iran. Tiền vệ sinh năm 2003 đá chính ở 2 trận đấu trước và có màn thể hiện khá ấn tượng. Ở chiều ngược lại, U20 Việt Nam sẽ có được đầy đủ lực lượng mạnh nhất ở trận gặp Iran khi Hồ Văn Cường được xác định là chỉ bị chấn thương phần mềm và sẽ ra sân ở lượt trận cuối vòng bảng. Nhận định về trận đấu với U20 Việt Nam, huấn luyện viên Mafavi của Iran nói: "Việt Nam đã thể hiện được khả năng và có chiến thuật hiệu quả. Họ là đội bóng mạnh, chúng tôi cần có khởi đầu tốt ở trận đấu sắp tới mới có thể hy vọng giành chiến thắng. Điều quan trọng nhất với các cầu thủ Iran lúc này là họ cần lấy lại thể lực và tinh thần sau trận thua Australia. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết khả năng để không bị loại ngay từ vòng bảng." Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran ở lượt trận cuối vòng bảng U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 3 tới. Văn Toàn tiếp tục ra sân ở K-League 2. Văn Toàn tiếp tục có trận đấu thứ hai cùng câu lạc bộ Seoul Island. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được ra sân từ băng ghế dự bị ở phút 65. Đội bóng thủ đô Hàn Quốc muốn tận dụng tốc độ của Văn Toàn trước hàng thủ có phần đuối sức của câu lạc bộ An Giang. Dù vậy, Văn Toàn và các đồng đội vẫn bị đối thủ ép sân. Tuyển thủ Việt Nam chỉ để lại dấu ấn khi cố gắng đột phá và bị mất bóng, buộc phải phạm lỗi với đối thủ ở phút 82. Đội bóng của Văn Toàn có thế trận tương đối tốt nhưng bất ngờ để đối thủ mở tỷ số ở phút 29. Ngay sau đó, câu lạc bộ Seoul Island đẩy cao đội hình và có bàn gỡ hòa ở phút 37 do công của Bruno Oliveira. Bước sang 45 phút hiệp 2, câu lạc bộ Seoul Island bất ngờ thi đấu co cụm dù có lợi thế với bàn thắng gỡ hòa ở cuối hiệp 1. Câu lạc bộ An Giang nắm giữ thế trận, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-1. Với một điểm đầu tiên ở giải K-League 2 2023 sau 2 lượt đấu, câu lạc bộ Seoul Island tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Câu lạc bộ An Giang đứng ở vị trí thứ 3 với 4 điểm. Ở lượt đấu tiếp theo, câu lạc bộ Seoul Island sẽ trở lại sân nhà tiếp đón đội bóng cuối bảng Dragon vào lúc 11:30 ngày 11 tháng 3. U23 Việt Nam chuẩn bị thanh lọc lực lượng. Chính thức đi vào tập luyện từ ngày 1 tháng 3 với thành phần 41 cầu thủ. Huấn luyện viên Philippe Chuzier chuẩn bị sàng lọc lực lượng đợt 1 xuống còn 32 cầu thủ trong kế hoạch chuẩn bị tìm ra bộ khung ưu tú nhất cho SEA Games 32. Qua tìm hiểu thì bộ khung này sẽ còn biến động nhiều trong thời gian tới. Huấn luyện viên Chuzier sẽ loại 9 cầu thủ trước khi tiến hành giai đoạn tập luyện tiếp theo từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 3. Đây cũng là thời điểm mà đội bắt đầu rèn đấu pháp. Giai đoạn tập trung thứ 3 của đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 và kết thúc vào ngày 17 tháng 3, tiếp tục rút gọn còn 24 cầu thủ và bắt đầu thi đấu tập huấn. Giai đoạn tập trung thứ 4 sẽ kéo dài 12 ngày từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 với lực lượng là các cầu thủ gần như đã được định hình cho SEA Games 32 và tham dự giải quốc tế tại UAE. Một số cầu thủ ở đội hình U23 cũng sẽ sang tập luyện cùng với đội tuyển quốc gia trong khoảng thời gian 4 ngày đội tuyển quốc gia tập trung từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 3. Các ngôi sao U20 Việt Nam đang tham dự giải châu Á ở Uzbekistan vẫn có cơ hội được triệu tập lên U23 Việt Nam sau khi về nước. Điều này càng làm tăng sức cạnh tranh trong đội hình của U23 Việt Nam. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao trong nước ngày 6 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Love Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.